Xin chào quý anh chị và toàn thể các bạn. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 7 Tết, thì mình cũng một chuyến du xuân Hội An. Thì mình cũng từ đây mình cũng chia sẻ cái không khí đón Tết và chia sẻ Hội An cho tất cả mọi người xem. Thì mình cũng chia sẻ lên cho mọi người xem nha. Thì xin mời tất cả quý anh chị và toàn thể các bạn đi theo chân mình khám phá Hội An nha. Thì bây giờ thì mình đang vô khu chợ Hội An. Đó, đường này chợ Hội An bên kia. Còn khu này là bán đồ lưu niệm để cho du khách trong nước và như nước ngoài đến đây để chọn cho mình những cái vật phẩm cho mình và tặng cho người thân khi đến Hội An. Thì được mọi người làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ rất chi là đẹp. Lồng đèn này. Thì hôm nay cũng là ngày 7 Tết, thì mọi người cũng đón Tết rồi. Thì hôm nay thì mọi người đi du lịch. Hôm nay Hội An thì lượng du khách về đây cũng khá chi là đông. Mày mua đi, mày mua cho con đi. Cái này là lông nè, lông vũ. Những cái móc khóa, những cái chuông, những cái chung gió rất chi là đẹp. Cái gì vậy? Dầu đỏ ngôi sao. Dầu ngôi sao này, dầu này bán trên dầu này được bán trên cái trang mạng lớn nhất thế giới nè. Thì mọi người vào trong thành phố Hội An thì đây là đi vào trong cái khu phố cổ, thì phải giữ xe ngoài này để tản bộ vào trong đó. Bên này là hàng áo quần. Những cái đồ lưu niệm này được làm thủ công rất là đẹp. Chung gió nè, giày đeo. Ăn gì? Ăn chè không? Chè này. Cạp đi mấy tiền đi. Trước mặt mọi người là một quầy lưu niệm cũng được làm thủ công. Bông tai, nhẫn, yo-yo này. Đó, cái này là cái cài cái tóc. Cái châm á, cái châm. Còn bên này là bông tai. Bên kia giày đeo. Lấy quạt thì lấy cho nó một quạt đi. Sao nó kêu vậy? Cái quạt gió này bao nhiêu chị? Cái quạt nó đưa 80 ngàn. Có máy không? Hết cơn rồi, còn hàng thì đó là chẳng còn đi bốn. Bốn lấy giống này thôi. Hết cơn mới, không giống một thôi. Này giày đeo này. Đây còn phía trước mọi người là con đường Bạch Đằng. Bên này là khu chợ Hội An nè. Đó. Còn tiến lên này là vô trong khu phố cổ. Cổ thì đi dọc bên này, thì bên này là bờ sông Hoài. Còn bên này là khu những cái những khu nhà cổ.
Thì đi tới Hội An thì mọi người chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ kính và mua cho mình những món quà là được làm thủ công rất là điêu nghệ và đẹp. Thì bên này là bờ sông Hoài nè. Thì bên bờ sông này thì có những chiếc thuyền gọi là du thuyền á, để mọi người có thể mua vé và lên đây này. Thì được chủ thuyền này chạy từ trên kia xuống tới Hội An để du thuyền du lịch trên sông Hoài á. Đó, còn bên này thì những quầy hàng lưu niệm thủ công. Đó, mọi người thấy những cái chiếc thuyền này gọi là du thuyền á, được trang trí lồng đèn rất là đẹp nè. Đó, mọi người thấy không? Thì được trang trí những cái lồng đèn, những cái trông trống rất là đẹp. Thì ban đêm mọi người tới đây thì những cái lồng đèn này được bắt đèn lên á, rất là lung linh và huyền ảo. Đó. Bên kia đó mọi người đi du thuyền đi qua vô đó. Đó thì ai cũng tới đây trước tiên thì chụp cho mình những cái tấm hình lưu niệm. Và sau nữa thì có cái nhu cầu mà để du thuyền thì thì bây giờ thì cũng tầm 5 giờ chiều thì mình cũng đi cái ngược hướng mặt trời thì nhìn xa xa cũng thấy là đẹp, nhưng mà nó ngược sáng thì hình ảnh nó không được là đẹp đó, nhưng mà ngắm hoàng hôn thì rất chi là đẹp. Hoa này đây có một cái bồn hoa rất chi là đẹp nè. Hết pin rồi. Đó thì bây giờ mặt trời cũng đã lặn về hướng chân trời rồi. Thì trời cũng dần dần tối dần, thì bên bờ sông Hoài đã lên đèn và mọi người cũng về đây cũng nhiều rồi, để trải nghiệm phố cổ Hội An. Đó thì bây giờ thì lượng người cũng về đây cũng rất là nhiều rồi. Bờ sông Hoài thì bắt đầu lên đèn. Con. Đó, mọi người nhìn xa xa thì những chiếc du thuyền này đã lên đèn rồi. Thì nhìn rất là đẹp. Đó, thì mọi người thấy những chiếc du thuyền này lên đèn rất là đẹp nè. Đó, giờ trời chưa tối lắm mà nhìn rất là lung linh, đẹp tuyệt vời. Thì tới Hội An thì mọi người những chiếc lồng đèn đầu tiên sẽ đập vào mắt mọi người. Con đi tìm con gái.
Còn bên bờ bên kia phố cổ thì những khu nghỉ dưỡng resort. Đó thì bờ bên kia thì những khu resort nghỉ dưỡng tuy mới xây hiện đại nhưng làm theo một kiến trúc cũng rất là cổ kính. Mọi người thấy bên bờ sông Hoài bên kia thì toàn bộ bên kia là những cái khu nghỉ dưỡng khách sạn thì hiện đại, được xây mới hiện đại nhưng mà làm theo một cái kiến trúc rất là cổ kính và hồi cổ đó. Còn đi lên trên này thì khu ẩm thực thì mọi người đi từ dưới kia phố cổ Hội An vào trên dọc theo cái bờ sông Hoài này thì tiến lên trên này thì có cái khu ẩm thực để mọi người dừng chân ăn uống nghỉ ngơi. Đi con. Đó, khu này là toàn bộ là ăn uống tất cả các thì có món cao lầu đặc sản của Hội An. Bên này là khu hàng nước. Bên đó là ăn vặt, trái cây lắc. Đó, ăn vặt hè phố này. Đó, cao lầu, uống thịt nướng. Thì mọi người cũng đi dạo quanh một dòng phố cổ Hội An thì cũng khá là mệt rồi, thì mọi người cũng dừng chân tại đây để ăn uống nghỉ ngơi đó. Khu này là khu ẩm thực. Ăn gì ngồi đây đi anh chị? Mình đi bao nhiêu người anh chị? Đó thì bây giờ trời cũng dần dần tối dần rồi. Thì đây là con cây cầu bắc qua cái khu resort này. Đó. Nhìn xa xa thì rất chi là đẹp. Đó. Còn dưới dòng sông Hoài thì những chiếc thuyền đã lên đèn. Còn bên này thì bài tròi ha. Đây bài tròi đúng không? Đó, bên này thì bài tròi. Đó thì mình cũng nhân dịp năm mới thì mình cũng đi du xuân Hội An, thì mình cũng trải nghiệm Hội An, thì mình cũng chia sẻ lên cho mọi người xem. Đó, mình cũng đi một vòng Hội An rồi, mình cũng chia sẻ lên cho mọi người xem. Thì tới đây thì thời lượng clip cũng dài rồi, thì mình cũng xin kết thúc cái clip tại đây nha. Rồi mọi người một vòng bên này nè. Đó. Đó.
Đó thì mọi người về đây cũng khá là đông rồi. Thì mình cũng xin kết thúc cái clip trải nghiệm Hội An tại đây nha. Thì mình cũng nhân dịp đầu năm mới thì mình cũng xin chúc tất cả các quý anh chị và toàn thể các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong cuộc sống.